chuẩn bị đưa ghe ngòi của thành phố Trà Vinh nghe cả nhà, cầu kè với Trà Vinh nha. Chiếc bo bo rồi cả nhà nhìn thấy đã chưa đó, chiếc bo bo có cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động luôn nha cả nhà, quá trời đông. Mời quý vị khán giả mình cùng đón ở đây nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha cả nhà, đây là cầu kè. Cầu kè với Trà Vinh xuất phát nha. Bữa nay là chung kết nha, không lạnh không than gì đó. Cầu kè với Trà Vinh, đây là đội cầu kè. Còn có giờ không nữa thì cả nhà đi. Trà Vinh nón vàng áo trắng nha cả nhà. Đây là cầu kè áo trắng nón trắng luôn. Đưa lên lễ hội Mốt năm 2022 tại cầu Long Bình Trà Vinh. Áo vàng trà cú, áo đỏ tiểu cần. Áo vàng trà cú. Đây đội đó đội của trà cú nha, áo vàng nón xanh là đội trà cú cả nhà. Bán kết và trung kết nha, tới bữa nay. Đó, cậu kè tới đây rồi đó, đó. Mấy đội kia chưa thấy đó. Cậu kè. Cậu kè chắc cậu kè thắng. Cậu kè tiếp đấy, chà cú với cậu kè. Chà cú áo vàng. Cầu kè với trà cú. Cầu kè đang bay ở đường dây số 1 đường 15. Nhớ lên.
chờ Vinh bơi yếu quá. Đội áo trắng nón vàng ra Vinh nghe cả nhà. Đội áo trắng nón trắng cầu kè chiến thắng à. Ôi cầu kè giúp ra cứu nha. Ô tới rồi, tới. Chết bầu cầu kè thắng rồi. Đó cầu kè tới, cầu cho cứu chưa thấy. Cho cứu hồi nãy bơi quá trời bơi mà. Cho cứu áo vàng. Đương đương. Tại quay video thấy vậy á. Cố lên, cho cứu kè, cho cứu kè tới, tới. Xong xong á. Xong xong á, coi chừng cho cứu thắng đó. Xong xong rồi. À. Chú cần áo đỏ. Kìa, xong xong nhau luôn kìa. Tới, tới. Quá chị. Áo đỏ tiểu. Áo đỏ tiểu cần áo vàng cho cứu nha. Cho cứu thắng chứ. Cố lên cho cứu, cố lên cho cứu, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ô, tiểu cần thắng à. À xong xong, xong xong. Xong xong, xong xong. Cố lên. Ô, tiểu cần thắng à. Chuẩn bị tiếp tục đua nữa nha cả nhà. Chuyến này cầu kè với tiểu cần chứ. Cầu kè với tiểu cần. Tại vì hai đội nãy đội nào cũng thắng hết trơn. Cái đội áo vàng nón đỏ nón xanh đó là của trò cứu nha cả nhà. Trà cứu với Trà Vinh nha cả nhà, xuất phát nha. Trà cứu với Trà Vinh nha cả nhà. Cứu đâu luôn. Cứu đâu đâu. Thành phố Trà Vinh với Trà Cú kìa, coi chừng Trà Cú thua nữa bỏ tay. Ô Trà Cú chắc thua nữa quá, sao đi chậm quá vậy. Ôi Trà Vinh thắng rồi, Trà Vinh thắng rồi. Trà Vinh. Trà Vinh với Trà Cú. Ra
không là gạt. Ờ, trò cuối thôi. Trò cứu chắc thua nữa rồi. Thua có chắc. Cố lên. Lễ hội ốc bóc của tỉnh Trà Vinh năm 2022 cả nhà.
đây là sân khấu để cho ban giám khảo ngồi với mấy âm sư cả nha. Bên đây có chỗ giữ xe anh. Đây là Trà Vinh cả nhà. Đó, cầu Long Bình Trà Vinh. Kính thưa quý vị khán giả, ở Cali phát từ Việt Nam, đài truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi đang rõ ràng cầu kè đang thể hiện Trà Vinh là một cầu kè rất mạnh, rất đáng yêu, với những nhịp trầm rất đều đặn. Cầu kè đặc trưng bay ở trường trường số 1 bên phía phương Nam và thành phố Trà Vinh đang bơi ở trường trường bên phía lễ đài. Vì dường như cầu kè có thể nhớ đang nhịp hơn, đang nhịp hơn cầu kè có thành phố Trà Vinh khoảng 3 mét cao. Một lần nữa, cầu kè có thể giành chiến thắng trước thành phố Trà Vinh hay không, chúng ta cùng chờ xem. Cầu kè có thể chia về được tình số của mình, chia về được khoảng cách. Cầu kè chắc chắn chiến thắng nữa, cầu kè. Hay không, chúng ta cùng chờ xem. Cầu má tù. Và khoảng cách hiện nay đã tăng lên một thân ghe rồi. Cầu kè chắc chiến thắng. Thân một thân ghe. Cầu kè đã thể hiện mình là một đội ghe rất mạnh, mạnh nhất của năm nay. Một khoảng cách rất xa hơn một thân kia. Bây giờ cầu kè đang ung dung rất nhẹ nhàng với những chiều trầm rất nhẹ. Cầu kè chiến thắng rồi. Cầu kè chiến thắng này cầu kè hả? Một lần nữa xin chúc mừng đội ghe cầu kè. Cầu kè chiến thắng. Phải nói cầu kè hay thiệt. Có cầu kè chiến thắng rồi. Đây đội ghe ngò của Trà Vinh đây. Nếu cần chiến thắng nữa rồi. Rồi, Út xin tạm dừng video cả nhà. Đây là thành phố Trà Vinh gặp đội ghe ngò Trà Vinh và chân chức vô địch ở cự ly 600m. Cầu kè lại một lần nữa sẽ gặp Tiểu Cần. Cầu kè chiến thắng đến Tiểu Cần. Tiểu Cần dễ nhất. Và sau khi kết thúc qua lượt trận bán kết, các đội ghe nhanh chóng tiếp xuống và di chuyển về điểm xuất phát. Thi đấu trận trên hàng ba giờ thì chung kết ở cự ly 600m. Nắng biết trời chiếc xe chở nước ngọt nha cả nhà. Pepsi, Coca, bể úp đồ để dành phục vụ cho đội đua ghe ngò. Quá nhiều. Nó trời trong.